Hai chào anh em vào xỉa nước, mình là Tô Lũ 98, giúp của trẻ bạn trong video bà đang ở xe với số 80 với một ạc tưởng chừng như khá là lỗi lầm khi mà sử dụng cả tonic lẫn trang béo. Theo mình thì chắc chắn là vị trí trang béo sẽ hơi thừa vì cái tính năng hồi sinh hay là kích hoạt chuyển hóa công thủ thì tonic cũng có rồi. Đây sẽ là một vị trí mà các bạn thấy rất là nhẹ đầu khi phải thay thế đi, chắc chắn là như vậy. Còn việc lấy tonic và nâng lên tầm tứ môn, theo mình chắc chắn đây không phải là cái điều gì nuối tiếc cả. Các bạn hãy thấy trong tất cả clip mình đang kể từ thời điểm bây giờ, Conis sẽ đều là vị trí gánh tem. Sáng nay mình đã có canh đấu trường 20:59 mà không thể nào vượt qua được con Conis này các bạn ạ. Nó đánh vào hầu hết các vị trí, kể cả Semiloi, Hotaru hay là Sekiremon đều sẽ bay màu với thằng Conis này các bạn ạ. Nó quá là kinh khủng. Thành ra các bạn sẽ chỉ cần bảo vệ thằng Conis này, tức là cầm một hàng phòng thủ tốt tốt chút để còn đâu một mình Conis sẽ chém hết nhá. Đấy, arc này sẽ là như vậy. Tầng bát môn của Conis hiện nay cao nhất là tứ môn và trong tương lai sẽ lên lục môn. Bạn nào mua thì mình thấy là nên dồn thêm một hồn vũ khí nữa để lấy Conis. Chắc chắn là sẽ dư sức thôi vì kim cương này là full mèo rồi. Đấy, khoảng độ nửa tháng nữa sẽ có mèo các bạn ạ. Các vị trí còn lại trong team bao gồm lục môn của Semiloi, tứ môn của Hotaru, lục môn của Major, ship lục môn của Sakiremon, cần hai hồn vũ khí nữa nên mình nghĩ là thôi. Không cần S Max của Saiki đâu. Các bạn chờ đến bao giờ ra Anis 02 UM ấy, thấy đi một thầy. Hơi tiếc mảnh vạn năng một chút khi mà đã nâng đến tầm này. Nhưng nhìn lại thì mình thấy rằng Godit vẫn là vị trí đầu tư đúng đắn hơn, chứ còn đâu đừng có nâng lục môn cho thằng Saiki này nhá. Trang béo này thì các bạn có rất nhiều sự lựa chọn để thay thế. Theo mình hiện tại các bạn nên hướng tới vị trí Elizabeth, giống như con mà mình phân tích review trong cái một cái buổi livestream gần đây. Đấy, thì đấy sẽ là vị trí mà mình nghĩ rằng phù với rất là phù hợp với team. Sau này các bạn sẽ tính toán thêm để thay tiếp con Major nhá, nhưng mà nó sẽ là một cái tương lai rất là xa. Ở đâu tạm thời mình tính gần gần là con Ainis là một này, con Elizabeth là hai này. Đấy, Elizabeth phiên bản mới các bạn ạ. Rồi, đấy sẽ là những thứ mà các bạn cần phải lưu tâm nhá. Chúng ta lướt nhanh trong phần túi đồ mình. À quên, phần run phím chip hồn lực 5 này chưa check nhỉ. Đấy. Đây là một arc top server. Đấy. Dù cái giá của nó khá là mềm đấy, vì mình còn vài arc nữa ở đằng sau cơ. Đấy, cho nên là mình đang nhận giá arc tương đối thấp so với cái giá trị của nó nhá. Đấy, bạn nào mua cũng khá là tốt. Đấy, vì đợt này hơi hơi nhiều arc. Rồi, phần này thì các bạn nào mà rảnh tay mua ạc ấy thì các bạn vào cho mình cái phần remake. Đấy, thì các bạn remake tất cả cái loại phím này đi. Để thứ nhất là nó ra được cái chất lượng cao hơn. Thứ hai là nó có tỷ lệ ra phím đỏ. Đấy, thứ ba là các bạn sử dụng cái energy ở đây, bạn ấy dung hợp với rồi thì nâng cấp cho những cái phím vàng ở cái cấp độ cao này lên thì chắc chắn là lực chiến nó cũng gia tăng thêm ấy. Mình sẽ có một clip làm về cái này nhá. Hôm trước mình cũng chơi biết cách chơi rồi nhưng mà chưa chia sẻ được các bạn chi tiết thôi, mới mới biết cách thôi. Ở trong đây thì có hai con là được đầu tư nhất, một là Conis và hai là Sumiloi là được đầu tư nhất. Con số 3 là con Hotaru đó, còn hội còn lại thì các bạn để ý rằng không quá ghê gớm đúng không. Nhìn chung thì team sẽ có hai vị trí sẵn sàng bỏ qua, một là trang béo và hai là Major, chủ yếu để nâng cấp cho bốn con thôi. Mình nghĩ là cả Rune và Tinh Tú cũng thế thôi. À, Rune vừa check rồi đúng không? Đấy, Hotaru hơi hơi yếu một tí với cái bộ Rune vàng. Các bạn có thể đổi cho bộ Hotaru cái bộ Rune full đỏ của trang béo nhá. Đấy, trang béo cái ám của nó chỉ cần cái chuyển hóa công thủ thôi, các cái khác không cần thiết lắm đâu. Thì nó sẽ hiệu quả hơn. Mình làm luôn nhé. Đấy. Với bộ rune 6 viên chí mạng này thì Hotaru nó sẽ có các cái chỉ số thấp hơn rất là nhiều. Chứ còn 6 núi này nó trâu lắm, cảm giác như bất tử luôn ấy. Thì thôi trang béo đành phải dùng cái bộ rune này gọi là rune núi thôi. À quên, rune núi đều thôi. Số 2 đâu rồi? Mình sang kiếm cho nó những cái viên chỉ số lực chiến nó sẽ bị suy giảm một chút nhé, nhưng điều đấy chắc chắn không vấn đề gì cả. Trong quá trình quay video thì mình hay sửa arc theo ý của mình. Nếu bạn chú arc mà có thấy nó gọi là không hợp thì các bạn chịu khó vào sửa lại nhé.
Đấy, nhưng vì mình chơi thì mình chơi theo phong cách của mình thôi. Còn đâu mình biết là mỗi người sẽ có những cái chủ kiến khác nhau, có những chiến thuật khác nhau. Thì chúng ta test thử cái nó hiệu quả dùng không hiệu quả thì thôi. Đấy, quay đổi lại, cái này miễn phí có mất tiền gỡ ra gỡ vào đâu. Con chủ lực mà đồ 6 viên run đỏ nó không chỉ tăng skill hiệu ứng tốt hơn mà các cái chỉ số buff của nó cũng tốt hơn các bạn ạ. Đấy. Rồi. Thành bộ tứ siêu phàm luôn. Rồi, hồn được lăm nữa. Đây cũng là một trong những hồn được lăm xem một mới mà ghê hứng luôn các bạn ạ. Storm này cho Konit, Nelling dành cho Similoi. Hotaru đang dùng bộ run sói và có kiểu một sao luôn. Nhìn chung đây là một arc chất lượng về cả rune phím chip hồn được lăm. Nói thật nó đồ cực kỳ ngon đấy các bạn ạ. Kim cương full mèo, mức VIP hiện nay đang là VIP 11. Bạn là hình thằng trang béo à? Dùng Conit rồi mà vẫn là hình thằng trang béo. Bạn này có hai à, các bạn này bán đi mà. Không online thì chắc chân cục 1x các bạn nhé. Còn online lực chiến đang này khá ảo vì có thằng trang béo. Với 6,2 triệu chuyến này hoàn toàn đánh được hội 6,8 thôi thì triệu chuyến luôn, chuyện quá bình thường. Mình sẽ đấm bạn Tùng Zindo nhé, chả biết đội hình bạn ấy như nào. Đấy, nhưng với chỉ số lực chiến ngang nhau và theo mình đánh giá đồ này nó ngon hơn. Đấy, đồ run phím chip này không không nhiều à, có được đâu. Đấy. Đội hình thì có mỗi thằng Psyche Demon hơi tiếc một tí là chưa được S Max, còn đâu chả có lỗi lầm gì. Trong khu vực tầm giá dưới 1,5 triệu ấy, đây là theo mình đánh giá là ngon nhất nhì luôn đấy. Thằng Conit đấy là các bạn dùng còn chán chê. Rồi, thằng Semi lôi đối phương nó lẩy chí mạng tởm ấy. Lan đằng sau chết luôn cả, à gọi là biến hình luôn cả thằng Conit. Đấy, nhưng các bạn yên trí, Conit nó sinh ra là để giết Semi lôi ấy. Một hit là bay màu Semi lôi ngay. Còn so với độ biến hình, số lần biến hình hồi sinh thì Semiloi không đủ tuổi. Rồi, hàng phòng thủ của bên Feta đang thể hiện sự yếu kém hơn so với đối phương. Nhưng nó chỉ ở lần một thôi. Trang béo không phải là một vị trí bên mình chơi lâu dài. Đúng hơn thì nó sẽ là một con tanker dạng loại tanker ảo. À, tí nữa nó chết đi thì Gonit sẽ không có ai đứng ở trên. Khi đấy thì không ai đấm được vào Gunit nữa. Ê, mình vào chỉ bị lần một thôi mẹ. Rồi. Còn Hotaru mình đã đổi cho bộ run xịn rồi, nó không dễ chết đâu. Thế nên mình mới dám liều lĩnh đánh vào trong khu vực top top 0x top 10 đấy. Thật ra tỷ lệ thắng trận này cũng không cao, nhưng có điều thì mình muốn thử xem mà nó cố được đến đâu. Chứ còn đâu team Feta thì rõ ràng thiếu một con tanker xịn. Hotaru cần có một người đồng minh xịn sò thủ tốt để hai người cùng nhau san sẻ sát thương, chứ không phải bắt một mình Hotaru gánh như này. Đấy, thế nên mình bảo là ạc, muốn vào khu vực top cao thì các bạn cần phải bổ sung nốt cho mình cái điều đấy, còn bây giờ chưa có thì thôi chấp nhận thôi. Rồi. Mới chỉ có lượt thứ ba thôi, hết lượt hai thôi, hai bên vẫn đang thí rằng co. Bên đối phương thì ngoại trừ Yasuo thổ là con mới này không có cái gì khác nữa. Semiloi thì có thể gọi là hơi cũ cũ rồi, đúng không? Đấy. Bên Feta thì có Conit, nhìn chung thì một bên tấn công bên phòng thủ. Semiloi vừa biến hình rồi đấy, bật miệng chí tử đấy, các bạn nhìn nó tàng hình luôn kìa. Khả năng của Conit nhìn chung là để đánh Semiloi thì nó là điều khá dễ dàng. Mình đã nhìn chứng kiến nhiều lần mình chính là một con Semiloi của mình bị Conit nó khắc tinh kinh lắm các bạn ạ. Đối phương hơn là nếu như gọi là hơn Feta thì là hơn ở khoảng phòng thủ của Yasuo thổ. Nó sẽ là cái nguồn thu hút sát thương rất khó chịu. Có điều một bên tấn công đối đầu một bên phòng thủ
thì theo mình thấy bên tấn công thì thường là sẽ thắng, còn bên phòng thủ thường lại thua. Có điều bên đối phương tấn công bằng Saki Demon, nhưng bên phe ta lại không có phòng thủ, chứ không phải là phòng thủ yếu, chưa có một con tanker nào gọi là thuần luôn. Thế nên là chắc cả bên mình sẽ thua vì phòng thủ của bên mình hơi yếu. Có tỷ lệ thắng nhưng sẽ là thấp á. Rồi, trang béo hồi sinh 3 lần thì quá nhiều. Hàng phòng thủ chính vẫn là của Hotaru. Còn thằng Sakiremon thì nhanh chết, run đồ nó không ngon vậy. Thế các bạn để ý, mình đổi cái bộ run 6 núi cho Hotaru ấy là cực kỳ hợp lý đấy. Nếu không là không có được trận đánh nó lâu và tốt như này đâu. Hiểu rằng 6 núi cho vào trang béo hay trang béo ám tốt hơn. Nhưng mà ám xong bên mình có dứt điểm của họ luôn đâu. Xem vừa mới thành ra cả hai bên đều dùng những viện trợ miễn phí. Trong tương lai thì các viện trợ từ chất 15 càng mới sẽ càng mạnh hơn nhé. Nhìn chung thì khi mà team chưa hoàn chỉnh thì các bạn nên thấy vui nhiều hơn là thấy buồn. Đấy, vì các bạn sẽ còn một động lực to lớn ở phía trước để chơi. Nói thật nhiều bạn là full dream team rồi nên chỉ muốn nghỉ game à. Hết sự động lực rồi. Thế nên là đôi khi mình tự hạ thấp mình xuống cái khu vực top 1x2x thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy hứng thú chơi game hơn, chơi game mới cảm thấy hay hơn các bạn ạ, nhiều động lực hơn. Nói thế để gọi là một phần an ủi bản thân mình thôi, nhưng mà nó cũng là sự thật đấy, không phải gì đâu. Mình chơi game bây giờ cảm thấy hay hơn rất là nhiều so với tầm cách đây khoảng nửa tháng đấy. Ăn hành nhiều cay các bạn ạ, bắt đầu mới ngồi cày lại, âm mưu lại. Nhìn chung thì mọi thứ đều có cái hay ho, thú vị, đều có hai mặt của nó. Quan trọng là các bạn nhìn nhận nó theo cái mặt nào thôi. Mình thì nhìn nhận theo cả hai. 6,8 triệu sát thương. Ở xem vừa mới như thế là to, ngoài 10 triệu sát thương, ao sơ mì lôi. Sumiloi mang rune chữ G, một bộ rune mà không được trọng dụng bằng rune chun sỏi. Nhưng mà cái gọi là hiệu quả của nó thì cũng gần gần như nhau các bạn nhé. Chi tiết các bộ rune như nào các bạn vào kof980sa.com chọn phần rune có hết. Hoặc kofjv.com xem Nhật Bản cũng có hết. Hoặc 98 kof tvkf.com bản dịch của bên Đài Loan ấy, phần mô tả video mình có ấy, cũng có hết những cái đấy. Thì các bạn vào các bạn tham khảo thì các bạn sẽ hiểu được cái gọi là nắm được cái các cái cơ bản của game. Nhìn chung những cái cơ bản của game thì ở server nào cũng có, thì các bạn vào web của server nào cũng được. Người chơi cộng đồng người chơi Việt Nam ở server quốc tế, à quên mất, cộng đồng người chơi cao web Việt Nam mình thấy cực kỳ rộng luôn. Đây là riêng tính riêng cái thể loại King of Fighter Ultimate Online thôi nhé. Mình nhận thấy cực kỳ đông mà. Mỗi một bản chơi khác nhau thì lại có những cộng đồng và những cái web dịch riêng do tự người Việt Nam, những cái người chơi chứ không phải nhà phát hành đâu. Lập ra để giúp cho người các bạn chơi khác, các bạn chơi chủ yếu bạn chơi đi sau dễ dàng tiếp cận hơn. Đó là một cái điều mình thấy không thấy ở nhiều cộng đồng game khác đâu. Những KOF nó là tin là một cộng đồng game nhỏ nhưng mà nó rất bền vững và có truyền thống lâu dài. Đã chơi là nghiền, biết cách chơi, hiểu cách chơi là nghiền. Nó không tốn của các bạn thời gian, một chút tiền bạc là có tốn nhé. Nhưng mà mình chắc chắn là so với những cái thú vui khác của các bạn thì nó vẫn còn rẻ hơn rất là nhiều.
Rồi các bạn thấy sơ cái có Hotaru để giết Hotaru còn chán. Rồi, Conid bên phe ta lực chiến mình cho rằng vẫn chưa đạt đến độ hỏa hầu. Đồ của Conid mình cho rằng vẫn cần phải hơn, bao gồm rune phí chip hồn lực 5. Ví dụ như mặt sau của rune chẳng hạn. Đấy. Bên đối phương họ vẫn có khả năng chống đỡ được các đòn sát thương của Conid. Số lần gây sát thương Conid sốc lên đối phương là chưa đủ. Rồi, nhìn chung là đối phương đang phòng thủ tốt hơn. Cũng phải nói rằng như từ đầu mình dự đoán, đó là bên phe ta chưa có sự phòng thủ tương xứng. Một mình Semi-Lôi là không, à một mình Hotaru không thể nào mà gánh được. Nó gánh đến tầm này mình thấy đã là kinh khủng rồi đấy. Đã là quá bền bỉ rồi đấy. Rồi, đấm một phát chết luôn Saikinemon cà phải. Rồi còn quan trọng nhất là thằng Saikinemon bên đối phương Golit mấy lần đột phá mà không giết nó, chưa đủ hỏa hầu. Rồi toàn bộ thông tin nạp mình đã check xong, dạo bao gồm toàn bộ chi phí các bạn check cho mình dưới phần mô tả video nhé, chưa đến 1,5 triệu đâu. Đấy. Tốt đầu trường mỗi ngày sẽ được 280 kim cương cho với hạng 1x, đấy là gần như là chắc chắn. Bạn nào muốn liên hệ mình trong số điện thoại link bên dưới mô phần mô tả video nhé.